Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn vòi rửa chén âm tường chất liệu đồng macrome của Aerolite, ký hiệu là L6004. Và đây là đóng gói của sản phẩm. Sản phẩm được đóng gói trong một vỏ hộp màu của công ty cổ phần Aerolite Việt Nam. Và chúng ta cùng xem chi tiết sản phẩm nhé. Trong mỗi một sản phẩm của Aerolite đều có một phiếu bảo hành chính hãng của công ty cổ phần Aerolite Việt Nam. Và đây là phụ kiện kết nối, và đây là thân vòi. Thân vòi được bảo quản trong một túi vải cô tông của Aerolite để bảo quản sản phẩm không bị trầy xước khi vận chuyển. Và đây là chi tiết của sản phẩm vòi rửa chén âm tường. Vòi rửa chén âm tường này có thiết kế chung với vòi lavabo nóng lạnh hay củ sen nóng lạnh 6001. Nó chung một series cùng một thiết kế về thân và tay. Và đây các bạn cùng xem chi tiết. Trước tiên là về chất liệu. Sản phẩm này được làm từ chất liệu đồng H61% với lớp mạ 3 lớp chrome sáng bóng đạt tiêu chuẩn vật liệu của châu Âu. Chúng ta có thể thấy là nước xi mạ của sản phẩm rất là sáng và bóng, phản chiếu tất cả các đồ vật ở trong phòng này. Chúng ta có thể thấy là chúng ta thấy cả cửa sổ này, máy quay này. Đó, chúng ta thấy rất là rõ. Đằng sau lưng của sản phẩm được in thông số sản xuất của Aerolite. Trên tay cầm thì được in logo của Aerolite và ký hiệu nóng lạnh. Ốc kết nối được làm từ đồng, và ốc gông này được làm từ inox 304, tránh gãy khi chúng ta lắp đặt và sử dụng. Đây là một phần linh kiện mà Aerolite đã cải tiến trong thời gian vừa qua để đảm bảo sản phẩm sử dụng một cách tốt nhất, ưu việt nhất. Tay cầm hình muỗng, dễ dàng sử dụng. Van của sản phẩm được sử dụng van Juju của Đài Loan. Aerolite luôn luôn sử dụng van Juju cho các dòng sản phẩm của mình. Van Juju của Đài Loan thì là một thương hiệu nổi tiếng và đã quen thuộc ở trên thị trường thế giới rồi, được rất nhiều hãng tin tưởng sử dụng. Van có chất lượng rất là tốt. Van của Aerolite thì được làm bằng đĩa, làm bằng ceramic, vì vậy sẽ không bị bào mòn sau thời gian dài sử dụng. Còn các van của các sản phẩm rẻ tiền thông thường được làm bằng nhựa thôi, nó sẽ bị bào mòn sau thời gian ngắn chúng ta xoay qua xoay lại và sẽ gây rò rỉ. Ống được làm từ thép macrome. Ống này có thể xoay 360 độ khi sử dụng. Đầu vòi được thiết kế tạo bọt chống văng bắn và tiết kiệm nước. Cần vòi khá dài, chúng ta có thể thuận tiện để sử dụng cho chậu hai hố. Chúng ta có thể xoay qua xoay lại. Đó, rất là dễ dàng khi chúng ta sử dụng. Đây là một dòng sản phẩm hữu ích cho các hộ gia đình với thiết kế âm tường. Sản phẩm này của chúng tôi có giá thành khá là phù hợp và có chất lượng cực kỳ ưu việt. Thông thường các sản phẩm rẻ đang được bán tràn lan ở trên thị trường với giá có thể chỉ bằng một nửa của Aerolite thôi, nhưng các sản phẩm đó thông thường được làm từ Artimon, và Artimon sẽ được gia cố thêm chì để tăng thêm sức bền cơ học. Vì vậy khi sử dụng, nguồn nước sẽ bị nhiễm chì và người sử dụng có thể bị các bệnh lý về da. Và đặc biệt với vòi rửa chén, vòi này nhiều hộ gia đình sẽ dùng để lấy nước sinh hoạt. Nếu nguồn nước bị nhiễm chì thì khả năng gây ung thư rất là cao. Vì vậy các bạn hãy lưu ý lựa chọn những sản phẩm tốt nhất cho gia đình mình, không nên chọn những sản phẩm rẻ tiền và trôi nổi ở bên ngoài thị trường bây giờ. Thứ nhất là chúng ta sẽ tốn kém tiền, bởi vì một thời gian ngắn sử dụng chúng ta phải thay lại vòi mới, và khi thay thì rất là phức tạp. Và thứ hai, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng. Vì vậy quý khách hãy lưu ý lựa chọn những sản phẩm tốt nhất cho gia đình mình. Trên thân của sản phẩm được dán một tem
điện tử thông minh, chúng ta có thể truy xuất nguồn gốc bằng cách quét mã QR code này. Chúng ta có thể dùng Zalo hay các phần mềm quét mã QR code để kiểm tra chi tiết thông tin của sản phẩm này và nhà sản xuất. Đó. Đây là một sản phẩm có giá thành cực kỳ phù hợp. Vì vậy chúng ta hãy lưu ý chọn sản phẩm này của Euroline cho gia đình của mình. Và bây giờ tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn về bộ chân kết nối. Vỏ rửa chén lòng tường này sẽ đi kèm hai chân quỳ chữ Z bằng inox 304, hai lắp chụp bằng thép mạ chrome và hai gioăng cao su hai tầng. Đó. Đây, chân quỳ được làm từ inox 304, được đúc từ inox 304 và CNC gen rất là sắc nét. Lắp chụp thì được làm từ thép mạ chrome sáng bóng. Đây, gioăng cao su hai tầng, chúng ta nhìn thấy nó có hai tầng và chúng ta khi nắp đặt chúng ta chỉ việc đặt vào thôi. Đó, nó rất là vững chắc, các bạn có thể thấy là nó rất là vững chắc. Đó, khi nắp đặt thì nó dễ dàng và nó sẽ tránh được vấn đề rò rỉ khi nắp đặt. Và đây là một bộ sản phẩm đầy đủ của vòi rửa chén âm tường L6004 và chúng ta sẽ cùng xem sản phẩm thực tế đã được lắp đặt như thế nào ở ngay sau đây. Và trước khi xem video test thực tế, Euroline xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ Euroline trong suốt thời gian 10 năm vừa qua để đưa thương hiệu Euroline lên một tầm cao mới và được nhiều người tin dùng và sử dụng hơn. Đó. Chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ các bạn trong tương lai gần cho các ngôi nhà và các công trình của các bạn đang ấp ủ xây dựng. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo. Và chúng ta cùng xem thực tế lắp đặt của vòi rửa chén âm tường 6004. Đây là vòi mà đã được lắp đặt sử dụng 2 năm rồi để ngoài trời, và chúng ta sẽ nhìn thấy là nó vẫn còn mới, rất là bóng sáng. Đây, chúng ta thấy này, dòng nước chảy rất là lớn, phần xoay thì dễ dàng. Đó. Chúng ta có thể xoay một cách dễ dàng. Đây, nóng lạnh. Đó. Và có thể thấy là đầu vòi chảy rất là tốt. Đó. Chúng ta xoay dọc vào tường một cách rất là dễ dàng. Đây, đóng và rất là nhẹ nhàng. Đây. Và đây chúng ta thấy là đây, cái tem của Euroline nó đã bạc màu đi rồi. Vòi này là đã được sử dụng, đưa vào sử dụng 2 năm rồi. Đấy, nhưng chúng ta thấy là chất lượng của nó rất là tốt, vòi vẫn còn bóng sáng. Vòi vẫn còn rất là bóng sáng. Áp lực nước rất là mạnh. Và các bạn nhìn đây, đây chính là cái công nghệ của Euroline là không văng vắn. Đấy, chúng ta thấy dòng nước không bị văng bắn lên khỏi mặt. Và chúng ta thấy không? Đó. Đây chính là công nghệ chống bắn của Euroline. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip và sản phẩm.